Hello, hello. Hôm nay là tháng 12, ngày 1, 2023. Tụi này đang ở đảo Hawaii, Honolulu. Tụi này đang đến một cái khu vực gọi là Mauna Falls. Là một cái thác nước rất là đẹp. Các bạn nào đi Hawaii thì nhớ ghé ngang cái thác nước này nha. Đây là một thác nước mà Jenny đã discover. Và tụi này hôm nay dẫn anh Nick Úc tới để Nick Úc tham quan chỗ này. Cũng lâu quá rồi, khoảng 40 năm rồi Nick Úc chưa có trở lại Hawaii đây. Ủa thế hả Nick? Đúng rồi. 40 năm rồi đó. Hôm nay là sẽ đi phải đi coi hết những cái khu vực đặc biệt của Hawaii. Lúc anh lâu lắm anh mới trở về. Anh đi cùng. Mây đẹp ghê không? Cà mây gà đẹp không? Ừ, đẹp không? Trên núi đẹp không? Trên núi đẹp không? Đó. Ngày xưa đó là biển nó lên trên núi luôn. Dễ sợ. Dưới biển hết. Xong rồi cái sau đó cái nước nó recede đó, rồi nó mới lòi cái đảo Hawaii lên. Mình đi lên cái chỗ đó là cái chỗ mà cái bà chúa Hawaii đã nhảy xuống tự tử ra lên. Cái chỗ mà Noa Falls mà nó là một cái địa điểm lịch sử. Tức là hồi xưa cái người bản xứ ở đây nè, họ không có muốn bị thôn tính. Anh muốn chụp bên bấm nút trắng á. Có anh chụp anh quay thôi. Vừa chụp vừa quay nó xấu lắm nha Linh. Đừng có lợi dụng cái function đó, trên này bị hư hết trơn cứ đợt về Việt Nam. Nó xấu quá. Chụp á hả? Phải chụp riêng nó mới đẹp. Thôi quay. Mà mình vừa quay vừa chụp nó xấu ơi là xấu. Cảnh thì ok nhưng mà người cảnh nó cũng mờ căm, là nó cũng không có bằng mình bằng. Chắc đủ rồi em ha. Dạ đủ rồi.